Rồi bây giờ mình sẽ lái thử chiếc Range Rover Sport để cho các bạn cùng trải nghiệm. Chiếc xe cho cảm giác lái rất là vững chãi và điềm đạm. Mặc dù cái tay lái nó hơi nhẹ so với lại sở thích của mình. Range Rover Sport sử dụng hệ thống treo là 4 phục khí nén, thế nên là đi rất là êm. Sự êm ái trị giá 5 tỷ, à không, xa xỉ. Hộp số 8 cấp chuyển số cũng rất là mượt mà. Hầu như các bạn không thể nào cảm nhận được cái thời gian chuyển số của chiếc xe. Land Rover cho biết là chiếc xe Range Rover Sport bản sử dụng động cơ 3.0 V6 siêu nạp, có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 7 giây. Đây là một con số không mấy ấn tượng đối với một chiếc xe 340 mã lực. Nhưng mà với một chiếc SUV nặng hơn 2 tấn thì nó cũng dư sức giúp cho chiếc xe này bứt phá khi mà chúng ta cần. Theo cá nhân mình thì chiếc xe này cho cảm giác nhanh hơn là cái thông số nhà sản xuất công bố. Đây. Thử tăng tốc. Rất là thể thao, tiếng máy rất là kích thích. Tuyệt vời. Rồi, xin cảm ơn. Bên dưới nắp máy là động cơ siêu nạp 3 lít V6. Cho công suất tối đa là 340 mã lực và mô men sáng cực đại là 450 Nm. Ở đây chúng ta thấy có hai cái bầu hút gió rất là hoành tráng. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm cái tiếng bô của Range Rover Sport. Đó. Đó. Tiếng bô rất là đanh. Đậm chất kỹ thuật đặc trưng của những chiếc xe Anh.